Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Well, good evening. Xin chào hội thánh. So good to be back with you so quickly. Thật là tốt lành để trở lại với đây với anh chị em thật sớm. Wow, what an amazing atmosphere. Thật là một cái bầu không khí hết sức là lạ lùng. God is in your midst. Chúa đang ở giữa chúng ta. Well, some of you like that tonight. Một số quý vị cảm thấy như vậy hôm tối hôm nay. I said God is in your midst. Chúa đang ở giữa chúng ta. I'm going to put on a little bit of a different hat tonight. Tối nay thì tôi sẽ đổi một cái nón khác hơn một chút. And I'm going to do a little teaching tonight. Tối hôm nay tôi sẽ đổi cái nón của giáo sư người dạy lời Chúa. I want to teach you how to hear the voice of God tonight. Tôi muốn hướng dẫn anh chị em, dạy anh chị em cách để có thể nghe tiếng phán của Chúa. Matthew chapter 4 verses 1 through 4. Matthew chương 4 từ câu 1 cho đến câu số 4. Then Jesus was led up by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil, and after he had fasted 40 days and 40 nights, he then became hungry. And the tempter said to him, "If you are the Son of God, command that these stones become bread." But he answered and said, "It is written, man shall not live on bread alone, but on every word that proceeds out of the mouth of God." Bây giờ Đức Thánh Linh đưa Đức Chúa Giêsu đến nơi đồng vắng, đang chịu ma quỷ cám dỗ. Ngài đã kiên ăn 40 ngày, 40 đêm rồi, sao thì đói. Quỷ cám dỗ đến gần Ngài mà nói rằng, nếu ngươi phải là con của Đức Chúa Trời thì hãy khiến đá này trở nên bánh đi. Đức Giêsu đáp, có lời chép rằng, người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. It is essential in the time that we live in that we learn to live on the word that is proceeding from the mouth of God. Thật hết sức cần cho chúng ta đang sống ở trong thế giới của chúng ta trong thời điểm này, để chúng ta có thể nghe được tiếng phán ra từ miệng Đức Chúa Trời. Too many Christians, có nhiều cơ đốc nhân. Too many Christians, có nhiều cơ đốc nhân. Live as though they can't hear the voice of God. Họ sống như là họ không thể nghe được tiếng phán của Chúa. But I want to tell you tonight, you can hear the voice of God for yourself. Nhưng mà tôi muốn nói với anh chị em tối hôm nay là mỗi anh chị em có thể nghe tiếng phán của Chúa cho chính mình. There are words proceeding from the mouth of God for each of us personally. Có những lời nói ra từ miệng của Đức Chúa Trời dành cho mỗi đời sống chúng ta. And it is important to live by the word of God into our lives. Rất là quan trọng để chúng ta học nghe lời của Chúa cho đời sống của chúng ta. God is seeking to speak to you more than you realize. Chúa ngài rất muốn phán dạy chúng ta hơn cả chúng ta biết. And we must train ourselves to learn how to listen and hear what God is saying to us. Chúng ta phải tập luyện chính mình như thế nào để chúng ta có thể nghe được tiếng phán của Chúa. God is so committed to us regarding the importance of hearing Him that He speaks to us in a variety of ways. Chúa ngài đã có một cái ý định của ngài để phán dạy với chúng ta, cho nên ngài sử dụng nhiều cách khác nhau để phán dạy chúng ta. We see this in the life of Peter. Chúng ta thấy điều này ở trong đời sống của sứ đồ Phêrô. In Acts chapter 10, Peter receives a vision from God. Ở trong Công vụ chương 10, Phêrô nhận được khải tượng từ nơi Chúa. And in this vision, God speaks to him. Và trong cái khải tượng này, Chúa phán với ông. Following the vision, people become the vehicle for giving direction from God. Sau cái khải tượng thì con người trở nên một cái công cụ để Chúa ngài hướng dẫn. And then we find that the Holy Spirit speaks directly to him. Rồi chúng ta nghe Đức Thánh Linh phán trực tiếp với Phêrô. And in the same story, an angel shows up to give direction. Rồi chúng ta thấy cùng một câu chuyện đó, thiên sứ lại hiện ra và hướng dẫn Phêrô. And to confirm the word, signs and wonders happen. Và rồi để xác nhận lời của Chúa thì dấu kỳ phép lạ đã thể hiện ra. In one story, we see five ways that God speaks to Peter. Trong một câu chuyện, chúng ta thấy năm cách Đức Chúa Trời sử dụng để phán dạy con người chúng ta đối với Phêrô. But can I tell you that we have a problem? Anh chị em, cho tôi chia sẻ với anh chị em, chúng ta có một nan đề. We often only expect God to speak to us a certain way. Chúng ta chỉ mong đợi Chúa ngài phán dạy chúng ta trong một cái cách nào đó. And we easily miss the voice of God. Và chúng ta rất dễ để chúng ta trật mất cơ hội để nghe tiếng phán của Chúa. But God is wanting all of us, each and every one of us. Nhưng mà Chúa muốn mỗi một chúng ta to know His voice. Để quen biết tiếng phán của ngài. To hear and to know what He is saying. Để có thể lắng nghe và biết điều Chúa ngài phán. And to obey His voice. Để chúng ta vâng theo tiếng phán của ngài. Can I tell you, it's not enough just to hear the voice of God? Cho tôi chia sẻ với anh chị em là không đủ chỉ
thì chúng ta nghe tiếng phán của Chúa mà thôi. We must obey the voice of God. Nhưng mà chúng ta phải vâng lời nữa. Throughout the Bible, there were many ways that God spoke to people. Suốt ở trong Kinh Thánh, chúng ta thấy Đức Chúa Trời ngài sử dụng nhiều cách khác nhau để phán dạy con người chúng ta. He spoke through a donkey. Ngài phán dạy qua một con lừa. He spoke through the audible voice. Ngài phán dạy qua mà tiếng nói. He spoke through natural events, stars in the skies. Ngài phán qua những cái điều của thiên nhiên như là ngôi sao trên trời. He spoke through dreams and through prophecy. Và ngài phán dạy qua chiêm bao, qua những lời tiên tri. I've already given you 10 ways that God speaks to anh us. Em, tôi vừa mới chia sẻ anh em 10 cách mà Chúa ngài sử dụng để phán dạy với con người chúng ta. Hebrews 1:1 says this. Hebrews chương 1 câu 1 lời Chúa nói: God, after he spoke long ago to the fathers in the prophets in many portions and in many ways. Xin lỗi anh chị em. Ngày xưa, Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần, nhiều cách. He spoke in many portions and many ways. Ngài phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần, nhiều cách. God wants to get through to us. Chúa ngài muốn sứ điệp của ngài đến với chúng ta. Proverbs 8:34 says, "Blessed is the man who listens to me, watching daily at my doors, waiting at my doorway." Trong ngôn chương 8 cho chúng ta thấy 8:34. Trong ngôn chương 8 câu số 34. Người nào nghe lời ta, hằng ngày tỉnh thức tại nơi cửa ta và chờ đợi ở bên các trụ của ta, các cửa của ta, và làm thì có phước thay. If we want to learn to hear the voice of God, there's some important principles we must live by. Nếu chúng ta muốn nghe được tiếng phán của Chúa thì có những nguyên tắc hết sức là quan trọng mà chúng ta cần phải áp dụng. The first one is you must have an expectancy for God to speak. Điều đầu tiên là chúng ta phải có một lòng mong đợi Chúa phán dạy chúng ta. If we don't know that God can speak and does speak in many different ways, we will not expect it to occur. Nếu chúng ta không biết rằng Chúa ngài phán dạy chúng ta bằng nhiều lần nhiều cách khác nhau thì chúng ta sẽ không có lòng mong đợi. Some of us hold this view, well if God wants to speak to me, he'll just do it. Có người thì có một cái quan điểm như thế này, nhiều người có quan điểm như thế này, nếu Chúa muốn phán với tôi thì ngài sẽ có cách của ngài. But can I tell you, expectancy breeds faith. Anh chị em có biết là lòng mong đợi của chúng ta nó sẽ gieo vào trong đức tin không? And faith is the medium by which God's hand is released to us. Và đức tin chính là cái chỗ đứng mà cánh tay của Đức Chúa Trời thể hiện ra trên đời sống của chúng ta. You have to expect that God wants to speak to you. Chúng ta phải mong đợi và tin rằng Chúa rất muốn phán dạy chúng ta. James 4:2 says you do not have because you do not ask. Trong Gia-cơ chương 4 câu số 2 nói rằng anh em không có vì anh em không cầu xin. We must have a hunger for the word of God. Chúng ta phải có một lòng khao khát lời của Đức Chúa Trời. Can I tell you, the word of God will confront you. Anh chị em, cho tôi nói với anh chị em rằng lời của Chúa sẽ đương đầu với anh chị em. It will confront your sin. Sẽ chỉ ra tội lỗi của anh chị em. It will confront your attitudes. Sẽ đụng chạm đến cái thái độ của anh chị em. See, sometimes we only want God to say things we want to hear. Và nhiều lần nhiều cách thì chúng ta chỉ muốn Chúa ngài phán với chúng ta điều chúng ta muốn nghe ngài nói. But what happens when God begins to speak to you about things you don't want to hear? Chuyện gì xảy ra khi Chúa ngài bắt đầu phán những điều mà chúng ta không muốn nghe, không thích nghe? And he begins to challenge your current status. Và lúc bây giờ nó thách thức cái tình trạng hiện tại của chúng ta. Because it will. Bởi vì chắc chắn sẽ xảy ra. But can I tell you, you must have an expectancy to hear God speak to you. Và anh chị em, chúng ta phải có một lòng mong đợi Chúa ngài phán dạy chúng ta. John 10:27 says, "My sheep hear my voice." Ở trong Giăng chương 10 câu số 27 nói rằng chiên ta nghe tiếng ta. Expectancy is the difference whether we will receive from God or not. Cái lòng mong đợi nó sẽ quyết định chúng ta nhận được tiếng phán từ Chúa hay là không. If you didn't expect God to move in revival, you wouldn't be coming every night to expect to see him move. Nếu anh chị em không mong đợi sự phục hưng, anh chị em sẽ không đến đây mỗi buổi tối để chúng ta chờ đợi sự phục hưng của Chúa. But can I tell you, God wants you to raise your expectancy. Cho tôi nhắc nhở anh chị em là Chúa ngài muốn chúng ta nâng cao cái lòng mong đợi của chúng ta. He wants you to stretch out your expectancy, increase your capacity. Chúa muốn chúng ta mở rộng, gia tăng cái sức chứa của lòng mong đợi của chúng ta. Isaiah 54 says, "Pick up your tent pegs and stretch them as far as possible." Ở trong Isaiah 54 nói rằng chúng ta phải dương rộng cái trại, cái lều của chúng ta ra càng dài càng tốt.
In Acts 3 we find the story of the lame man who was laid at the gate. Và chúng ta thấy ở trong công vụ chương 3 khi người bại ngồi ở tại cổng đền thờ để xin tiền. Peter and John are about to go into the temple and here is this man begging. Và Peter và John chuẩn bị đi vào trong đền thờ cầu nguyện thì họ thấy có một người đang ngồi đó. Suddenly Peter and John say, "Look at us." Và thình lình thì chúng ta thấy rằng Peter và John bảo người bại này hãy nhìn chúng ta. And it says he looked up at them expecting to receive something from them. Và Kinh Thánh nói rằng người này nhìn họ với lòng mong đợi sẽ được một chút gì. Now we know the story says that they tell him, "I don't have what you're looking for, but what I do have, I give to you." Nhưng mà chúng ta đã biết ở trong câu chuyện đó, Phi-rơ và Giăng nói rằng bạc và vàng ta không có, nhưng mà điều ta có ta cho ngươi. He received because he was expecting something. Người này đã nhận được bởi vì đã mong đợi một điều gì đó. When you begin to expect God to move, khi chúng ta mong đợi Chúa ngày vận hành, the Bible says He'll do exceedingly and abundantly what you could ever ask, think or imagine. Thì Kinh Thánh nói rằng Ngài sẽ làm trỗi hơn vô cùng mọi điều chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng. But you must have expectancy. Nhưng mà bạn phải có lòng mong đợi. If we don't expect God to speak to us, then it will be rare that it does. Nếu chúng ta không mong đợi Chúa phán thì rất hiếm để chúng ta nghe được tiếng phán của Ngài. Receiving from the Holy Spirit, if you come with an expectancy, you will see Him move. Hãy nhận Đức Thánh Linh với lòng mong đợi thì Ngài sẽ vận hành trên anh chị em. You must have an expectant heart. Anh chị em phải có một tấm lòng mong đợi. But you can't just have an expectant heart. Nhưng mà chúng ta không chỉ có một tấm lòng mong đợi mà thôi. You must begin to learn to listen for His voice. Và chúng ta cần phải tập để lắng nghe, học lắng nghe tiếng phán của Ngài. How many of you know there's a difference between hearing and listening? Anh chị em có một sự khác biệt giữa chúng ta nghe và lắng nghe. The husband should say amen. Những người chồng phải lúc này là nói amen lớn lên. You can hear something. Chúng ta có thể nghe một cái gì đó. And it can come in one ear and out the other. Nó có thể đi vào trong lỗ tai này và đi ra lỗ tai bên kia. But when you're listening, you are intent. Nhưng mà khi chúng ta lắng nghe thì chúng ta hết lòng để nghe. The Lord lamented so many times that Israel did not listen and were defeated. Và lời của Chúa cho chúng ta thấy rằng Chúa ngày buồn bởi vì dân Israel đã không chịu lắng nghe Chúa phán cho nên họ đã bị đánh bại. Psalm 81 ở trong Thi Thiên 81 verses 13 and 14. Câu 13 đến 14. Oh that my people would listen to me, that Israel would walk in my ways. I would quickly subdue their enemies and turn my hand against their adversaries. Ôi cho chị dân ta khứng nghe ta, cho chị Israel chịu đi trong đường lối của ta, thì chẳng bao lâu ta sẽ bắt suy phục các thù nghịch chúng nó, trở tay nghịch cùng cù địch chúng nó. What was the key to their victory? Anh chị em chìa khóa để họ được đắc thắng là gì? Listening. Lắng nghe. Oh that they would listen to me, he says. Ôi, chớ chi dân sự ta khứng mà nghe ta. So many times we get in the warfare. Có rất là nhiều điều, nhiều lần chúng ta đi vào trong chiến trận thuộc linh. We get in the struggle. Chúng ta ở trong những cái khó khăn tranh đấu. And we hear the warfare. Và chúng ta nghe cái tiếng của chiến trận. But we don't listen for his voice. Nhưng mà chúng ta không lắng nghe tiếng Chúa phán. You must expect his voice. Chúng ta cần phải mong đợi Chúa phán. And you must listen for his voice. Và chúng ta phải lắng nghe để nghe được tiếng Chúa phán. You must begin to focus your life and heart toward daily expectancy. Chúng ta phải tập trung tấm lòng của chúng ta mỗi ngày với lòng mong đợi. I have developed a lifestyle. Tôi xây dựng một lối sống. I start my day expecting God to speak to me in the morning. Tôi bắt đầu một ngày của mình mong đợi Chúa sẽ phán với tôi trong buổi sáng. I lay in bed in the morning before I do anything else. Tôi nằm ở trên giường trước khi tôi làm bất cứ một điều gì. And I say, Holy Spirit. Tôi nói Thánh Linh ơi. What do you want to say this morning? Chúa muốn phán dạy con điều gì buổi sáng hôm nay? And I expect Him to speak. Và tôi lắng nghe và mong đợi Chúa nghe phán. Now some mornings it's profound. Có những cái buổi sáng thì thật là lạ lùng. And some mornings it's simple. Thì có những buổi sáng thì rất là đơn giản. Yesterday morning, sáng hôm qua, I've been battling in my body. Tôi phải có một sự chiến đấu trong thân thể của mình. And I woke up yesterday morning. Và tôi thức dậy sáng hôm qua. And I said, Holy Spirit, what do you want to say this morning? Tôi hỏi Thánh Linh ơi, Chúa phán với con điều gì sáng hôm nay? And this is what He said. Và đây là điều Chúa nói. Go to the gym. Hãy đi đến phòng tập thể dục. And I said, the devil is a liar. Thì tôi nói rằng, ma quỷ là kẻ nói dối. I didn't want to hear that. Tôi không muốn nghe điều đó. I was in pain. Tôi đang ở trong sự đau đớn trong thân thể. But I obeyed. Nhưng mà tôi vâng lời.
And as I obeyed, và khi tôi vâng lời, the pain that I'd been battling, mà cái đau nhức mà tôi đối diện, began to go away, thì nó dần biến đi. See, it's not enough to hear. Anh chị em nghe không chỉ nghe thôi chưa đủ. We must obey. Mà chúng ta phải vâng theo điều chúng ta nghe. This morning, sáng hôm nay, I said, Holy Spirit, tôi nói Chúa Thánh Linh ơi, what do you want to say? Chúa muốn phán với con điều gì hôm nay? And he said, Chúa nghe nói, you forgot you have a conference call this morning. À, con quên rằng con có một cuộc điện thoại cần buổi họp bằng điện thoại hôm nay. That was at 6:40. À, lúc đó là 6:40. I had a 6:45 conference call. Tôi có 6:45 đó thì tôi có cái cuộc điện thoại này. I'm thankful for the Holy Spirit. Tôi cảm ơn Chúa Thánh Linh bởi vì Ngài nhắc nhở. He makes me look good. Ngài làm cho tôi không có bị mất mặt. I would be a failure without him. Tôi sẽ thất bại nếu không có sự giúp đỡ và sự có mặt của Ngài. I can't do anything without him. Tôi không thể làm bất cứ điều gì ngoài sự hiện diện của Chúa. Men shall not live by bread alone, but by every word proceeding out of the mouth of God. Loài người không chỉ sống nhờ bánh mà thôi, bèn làm mọi lời nói ra từ miệng của Đức Chúa Trời. You must develop a lifestyle of hearing the voice of God. Chúng ta cần phải xây dựng một cái lối sống, một cái đời sống lắng nghe tiếng phán của Chúa. The depth of this revival, anh chị em, cái chiều sâu của sự phục hưng này, will be determined by your obedience to his voice, sẽ quyết định bởi cái sự vâng lời của anh chị em cho tiếng phán của Chúa. Because let me tell you, the revival isn't meant to stay in these four walls. Anh chị em, cho tôi nhắc anh chị em điều này, cái sự phục hưng này không có ý định của Chúa, không ý định là để ở trong bốn vách tường nhà thờ này mà thôi. Revival transforms cities. Anh chị em, sự phục hưng nó sẽ biến đổi thành phố của chúng ta. It transforms nations. Biến đổi đất nước. My favorite revival in history. Anh chị em, cái sự phục hưng mà tôi yêu thích nhất ở trong lịch sử phục hưng is the Azusa Street revival. Đó là sự phục hưng ở tại đường Azusa. What God did through one man's obedience. Điều mà Chúa đã làm qua sự vâng lời của một con người impacted the whole world. Đã ảnh hưởng cả thế giới. God used the obedience of one man listening to the Holy Spirit. Chúa ngài sử dụng cái sự lắng nghe và vâng lời của một con người. You might only see one person saved. Anh chị em có thể chỉ thấy có một người được cứu. But that one person might see thousands saved. Nhưng mà cái người đó có thể hướng dẫn cả ngàn người khác tin Chúa. Because you are obedient to the voice. Bởi vì anh chị em vâng theo tiếng phán của Chúa. You must expect to hear him. Anh chị em phải mong đợi Chúa ngài phán dạy chúng ta. And you must learn to listen for his voice. Và chúng ta cần phải học để lắng nghe tiếng Chúa phán. You must be quick to respond. Chúng ta cần phải nhanh chóng để đáp ứng lại với tiếng phán của Chúa. Listen, if you miss it, anh chị em nghe điều này, nếu anh chị em trật mất cơ hội, it is better to have missed it in attempted obedience than to not miss it in disobedience. Chúng ta có thể vâng lời mà chúng ta chưa có nghe một cách chính xác hơn là chúng ta lại không vâng lời khi Chúa nghe phán với chúng ta. Here's the third key. Cái chìa khóa thứ ba. You must understand the language God uses when he speaks. Chúng ta cần phải hiểu cái ngôn ngữ mà Chúa phán khi ngài sử dụng khi Chúa phán. I wish God often spoke in black and white. Tôi ước gì Chúa ngài chỉ phán việc nó rõ như trắng đen. But God likes a seeker. Nhưng mà Chúa thì ngài như là một cái người tìm kiếm. Proverbs 25:2 says it's the glory of God to conceal a matter and the glory of kings to search it out. Ở trong châm ngôn chương 25 câu 2 nói rằng sự vinh quang của Đức Giê-hô-va ở trong những điều ngài giấu kín và sự vinh quang của con người là tìm ra được điều Chúa ngài giấu. God's favorite game is hide and seek. Anh chị em, một cái trò chơi mà Chúa ngài rất thích sử dụng đó là trò chơi trốn tìm. He loves to hide things from us so that we'll seek him out. Chúa ngài muốn giấu những điều lạ lùng gọi chúng ta và Chúa ngài muốn chúng ta đi tìm và đi kiếm những điều đó. Are you seeking him? Anh chị em có tìm kiếm không? Or are you letting Pastor Sam seek him for you? À, là anh chị em để nhường cái việc đó cho mục sư Sam tìm kiếm Chúa giùm cho anh chị em. Are you letting the worship team worship for you? À, hay là anh chị em chỉ nhường cái công việc để ban hướng dẫn ngợi khen hát dẫn đó, tìm kiếm Chúa giùm cho anh chị em. You must hear God's voice. Mỗi chúng ta cần phải nghe được tiếng phán của Chúa. You must obey God's voice. Mỗi chúng ta cần phải vâng theo tiếng phán của Chúa. You must take what's happening here and take it out there. Chúng ta cần phải đem những gì diễn ra ở trong nhà thờ này để chúng ta đem ra ngoài thế giới ngoài kia của chúng ta. Listen, my least favorite place to go on the planet is Walmart. Anh chị em, cái nơi mà tôi không có thích đến nhất là Walmart.
But oftentimes I'll feel God lead me to go to Walmart. Nhưng mà có những giây phút thì tôi cảm nhận Chúa ngài thúc đẩy tôi đi đến Walmart. I've raised the dead at Walmart. Tôi đã cứu sống người chết ở tại Walmart. Last year I was in Walmart. À, năm ngoái tôi ở tại Walmart. And I hear this woman screaming. Tôi nghe tiếng của người phụ nữ này hét lên. Nancy, Nancy, Nancy. Nancy. Nancy, Nancy. And I walk around the corner and a woman had fallen over in her motorized cart. Trong lúc mà tôi cua cái hàng đó thì tôi thấy có một người ngã ngửa ra ở trên chiếc xe điện của mình. She wasn't breathing. Bà này tắt thở rồi. She was turning blue in the face. Mặt của bà thì cái đã xanh rồi, tái xanh rồi. I checked her pulse. Tôi tìm mạch của bà. There was no pulse. Không còn mạch nữa. I decided at that moment I can do CPR. Tôi quyết định ngay lúc đó tôi có thể làm hô hấp nhân tạo. But I felt the anointing of Smith Wigglesworth come on me. Nhưng mà tôi cảm nhận có một cái sự sức dầu của mục sư Smith Wigglesworth đã đến ở trên tôi. And I took my hand. Và tôi đã dùng tay của mình. And I slapped her on the chest. Và tôi đập ở trên ngực của bà. And I said, "Spirit of death, come off of her now in Jesus' name." Tôi tuyên bố rằng linh của sự chết phải ra khỏi người đàn bà này ngay lúc này. And she goes, "Ah!" Và bà hét lên, "Ah!" And she came back to life. Bà đã sống lại. And she goes, "What happened?" Bà hỏi chuyện gì đã xảy ra cho tôi. And her friend said, "You died." Khi người bạn nói rằng bà chết rồi. And she said, "I did." Bà nói rằng tôi chết rồi sao? But this man brought you back to life. Nhưng mà người này đã cứu sống bà đó, đã gọi bà từ chết sống lại. And I said, "I didn't do it. Jesus did it." Tôi trả lời rằng không phải tôi mà Chúa Giêsu đã làm điều đó. And she said, "Where did he go?" Bà tôi hỏi gì chứ rồi ngài đi đâu rồi? So I shared the gospel with her. Và tôi chia sẻ với bà về tin lành cứu rỗi của Chúa. And then the EMTs told me to get out of the way. Rồi thì những người của xe cứu thương đến và họ đuổi tôi đi chỗ khác. But she was dead and then she was alive. Bà đã chết rồi, tắt thở rồi, bây giờ bà sống. Now that day, ngày hôm đó, I did not want to go to Walmart. Tôi không có muốn đi đến Walmart. I was going to Costco. Tôi trên đường đi đến Costco. That's where the Holy Ghost is. Và đó là điều mà Chúa ngài hành động. But the Lord said, "I want to go to Walmart." Nhưng mà Chúa ngài nói rằng không. And so I know when he says that. Walmart. So I know when he says, "Let's go to Walmart." Cho nên tôi đã biết ý của Chúa, cho nên tôi đi đến Walmart. There's someone there he wants to encounter. Bởi vì có một người ở tại đó mà Chúa ngài muốn gặp gỡ họ. But what would have happened had I been disobedient to the voice? Anh chị em, chuyện gì xảy ra nếu tôi không vâng theo tiếng phán của Chúa? Perhaps God would have sent someone else. Có thể Chúa ngài gửi một người khác đến. But what if not? Nhưng mà giả định như không có ai. You are called to be at the right place at the right time. Anh chị em, chúng ta được Chúa ngài gọi đến đúng thời điểm, đúng lúc, đúng chỗ. To hear his voice. Để chúng ta nghe tiếng phán của ngài. To obey his voice. Để vâng theo tiếng phán của ngài. To see him display his glory. Để chúng ta thấy Chúa ngài bày tỏ vinh quang của ngài. That's what it means to understand his language. Đó là lý do chúng ta cần phải hiểu cái ngôn ngữ của Chúa. We need to know him. Chúng ta cần biết Chúa. Because he speaks many ways. Bởi vì ngài phán với chúng ta trong nhiều cách khác nhau. I wish he told me every day exactly what would happen during the day. Tôi hy vọng mà mong rằng Chúa ngài phán với tôi mỗi ngày đều giống nhau cái cách một cách chính xác như vậy. Sometimes when I wake up in the morning, đôi khi tôi thức dậy vào buổi sáng, he simply says, "I love you." Chúa chỉ đơn giản nói rằng ta yêu con. And listen, that's enough of a word right there. Anh xem chừng đó lời thôi cũng đủ cho tôi cho ngày hôm đó. You can conquer any mountain with "I love you." Chúng ta có thể vượt những cái đỉnh núi nếu chúng ta nghe được Chúa ngài phán với chúng ta lời yêu thương đó. Now sometimes God will speak things to me that I don't understand. Nhiều khi Chúa ngài phán với tôi, đôi khi Chúa ngài phán với tôi những điều mà tôi không hiểu. But as I've developed relationship with him, nhưng mà khi tôi xây dựng một cái mối liên hệ mật thiết với ngài, I've begun to understand what he means when he says certain things. Tôi bắt đầu hiểu điều Chúa ngài ý của ngài muốn nói khi ngài phán một điều gì đó. It's kind of like how when my wife calls me Jacob. Giống như là khi vợ của tôi gọi tên của tôi Jacob. I know I'm in trouble. Tôi biết là tôi đã gặp khó khăn với nàng rồi đó. Because she never calls me Jacob. Bởi vì bình thường thì không có gọi tên của tôi. Unless I'm in trouble. Tôi biết rằng tôi đang gặp trở ngại rồi. But I've learned over the years. Nhưng mà trong những năm tháng chúng tôi sống mà trong hôn nhân, chúng tôi đã học được. That when she says certain things certain ways. Khi mà nhà tôi nói một số việc theo một cách nào đó. I better not just be hearing, I better be listening. Tôi chẳng những phải nghe mà cần phải lắng nghe nàng nói lúc bây giờ.
But that's been developed out of intimacy. Anh chị em, cái điều đó nó là kết quả của sự thân mật mà chúng tôi có với nhau. Out of relationship with God. Ở trong một cái mối liên hệ mật thiết với Chúa. This might seem real simple tonight. Có thể là nghe nó rất là đơn giản buổi tối hôm nay. But I think many of us need to revisit some of these simple practices. Tôi tin rằng nhiều người trong chúng ta cần quay trở lại để tập những cái thói quen này. We can get so busy. Chúng ta có thể trở nên quá bận rộn. We can even get so busy in revival. Chúng ta có thể quá bận rộn ở trong sự phục hưng nữa. We can forget to step back. Thì chúng ta quên rằng chúng ta cần bước trở lại. And lean into His presence on our own. Và chúng ta nghiêng vào trong sự hiện diện của Ngài một cách cá nhân giữa chúng ta riêng tư với Chúa. I know for me. Cá nhân, đối với cá nhân tôi. If I go a week without weeping in His presence. Nếu tôi trải qua một tuần lễ mà không ở trong cái thì giờ khóc ở trong sự hiện diện của Chúa. I'm too busy. Thì tôi quá bận rộn. Because there's something about His presence. Bởi vì có một cái gì đó về sự hiện diện của Chúa. God is doing something so special in this place. Chúa Ngài làm một việc hết sức là đặc biệt tại nơi chốn này. But can I tell you, you cannot substitute these services for your own intimacy with God? Cho tôi nhắc anh chị em là anh chị em không thể thay thế những việc Chúa Ngài đang làm sự hiện diện của Chúa tại đây với cái thời giờ cá nhân của anh chị em với Chúa. Can I tell you, if you learn to listen to God in your quiet time alone with Him? Anh chị em, cho tôi nhắc anh chị em khi anh chị em dành thời giờ riêng tư với Chúa. You won't need to get filled here. Thì chúng ta không cần phải chờ đến đây chúng ta mới được đổ đầy. You'll come full. Chúng ta đến đã đầy dẫy rồi. And when you come full, và khi tất cả chúng ta đến một cách đầy dẫy, it increases the level of the river. Thì cái mức độ nước của dòng sông này sẽ được gia tăng lên. It increases the force of the river. Và cũng gia tăng cái lưu lượng nước của dòng sông này. When you're full coming in this place, xin cho em tất cả mọi người đến một cách đầy dẫy Chúa. Others who might be empty, những người khác có thể đến mà họ còn trống vắng. Get filled quicker. Thì họ sẽ nhanh chóng được đổ đầy. The atmosphere shifts quicker. Cái bầu không khí của buổi nhóm sẽ chuyển động một cách nhanh chóng hơn. See, revival doesn't cause you just to get filled here. Anh chị em, sự phục hưng không chỉ để chúng ta được đổ đầy tại đây mà thôi. It stirs you up to get filled at home. Nhưng mà khuấy động chúng ta để chúng ta ở tại nhà cũng được đầy dậy. And to take the river out into the marketplace. Để rồi chúng ta sẽ mang dòng sông của Chúa đi vào ở trong khu thương mại cũng như cuộc sống ở bên to ngoài. To take the river into your workplace. Để đem sự dòng sông của Chúa đi vào trong chỗ làm của anh chị em. You begin to walk down the exciting road of being a people who hear from God. Anh chị em sẽ bắt đầu đi vào con đường là những con người nghe được tiếng phán của Chúa. You'll come into a service. Chúng ta có thể bước vào trong cái buổi nhóm. And all of a sudden, rồi thình lình, what God had been speaking to you in private, những gì Chúa nghe phán với chúng ta một cách riêng tư, is being said from the pulpit. Rồi bắt đầu được phán giải ở tại tòa giảng này. And your personal river, thì cái dòng sông cá nhân của anh chị em, is meshing with the corporate river. Bắt đầu hiệp lại với dòng sông của hội chúng. And explosive things happen. Thì những cái điều lớn lao sẽ bùng nổ ra. God will speak to us many different ways. Chúa phán với chúng ta trong nhiều cách khác nhau. 10 years ago, 10 năm về trước, I was working in California. Lúc bây giờ tôi làm việc tại California. I was working in a marketing company. Tôi làm việc ở trong quảng cáo trong một cái công ty. But I was sensing God wanted to bring a change to our lives. Tôi cảm nhận rằng Chúa Ngài sẽ đem một cái sự thay đổi vào trong đời sống của chúng tôi. At the peak of my position, I was managing 7,000 employees worldwide. Lúc bây giờ vị trí của tôi làm việc đang ở trong cái cao điểm của nó vì tôi chịu trách nhiệm để quản trị và hướng dẫn cho hơn 7,000 người khắp nơi trên thế giới. And one night I have a dream. Một buổi tối tôi có một giấc mơ. And in the dream I'm in a little country church. Ở trong một cái giấc mơ đó tôi thấy mình ở trong một cái nhà thờ ở một cái nơi thôn dã. And sitting in the pews are the Pittsburgh Steelers football team. Thì ở trong hàng ghế đó thì là đội football của Pittsburgh. And I'm thinking, God, what does this mean? Thì tôi hỏi Chúa Giê-xu, điều này có nghĩa gì? And I wake up from the dream. Tôi thức dậy từ giấc mơ đó. And I'm confused by it. Lúc bây giờ tôi bối rối lắm. Thinking, God, I don't want to move to Pittsburgh. Chúa ơi, con đâu có muốn dọn đến để sống ở tại Pittsburgh. I don't even like football. Con cũng không thích football. So that day I receive an email. Nhưng mà ngày hôm đó thì tôi nhận một cái điện thư. From my father-in-law. Từ nơi cha vợ của tôi. And in the email he says, my church needs a pastor in Pittsburgh, Texas. Lúc bây giờ thì cha vợ của tôi nói rằng hội thánh của ông cần một cái người
mục sư ở tại cái thành phố tên là Pittsburgh, Texas. And I thought, this is strange. Nói rằng cái này lạ nha. I dreamt about the Pittsburgh Steelers and now he's asking me to pastor a church in Pittsburgh, Texas. Tôi nằm mơ thì thấy là đội Steelers của Pittsburgh. Nhưng mà bây giờ thì trong cái email này cha vợ của tôi lại nói đến thành phố Pittsburgh của Texas, của tiểu bang Texas. So I talked to my wife about it. Tôi trò chuyện với vợ của tôi. And the Lord speaks to her. Rồi Chúa nghe phán với vợ của tôi. And says, you will not pastor the church in Pittsburgh, but you will pastor a church in Texas. Thì Chúa nói rằng không, con sẽ không làm mục sư ở tại thành phố Pittsburgh, nhưng mà con sẽ làm mục sư tại Texas. And 10 years ago, we moved to Texas to pastor a church. Nên 10 năm về trước chúng tôi đã dọn về Texas này ở tại đây để làm mục sư của một hội thánh. Now there were many signs along the way. Anh xem có nhiều cái dấu ở trong cái hành trình của chúng tôi. But I had to follow his voice. Nhưng mà tôi phải đi theo cái tiếng phán của Chúa. I had to obey his leading. Tôi phải đi theo vâng theo sự dẫn dắt của Chúa. I could have ignored the dream. Tôi có thể là phủi cái giấc mơ đó đi. I could have said it was just the pizza I ate. Tôi có thể nói rằng tại vì tối hôm qua ăn cái pizza nhiều quá không tiêu cho nên ngủ nằm mơ nằm mộng. Sometimes we ignore things that we don't want to hear. Anh chị em, có nhiều khi chúng ta lờ đi những điều mà chúng ta không muốn nghe. The last thing I wanted to do was be a pastor. Cái điều cuối cùng ở trong cuộc đời đó là tôi sẽ làm một mục sư. As a matter of fact, I had said to God, I'll do anything you ask me except be a pastor. Tôi đã từng nói với Chúa, Chúa ơi, con làm cái gì con cũng làm hết, nhưng mà đừng bắt con làm mục sư. Don't do that. Đừng có nói như vậy với Chúa. Don't say never to God. Đừng bao giờ nói không bao giờ với Đức Chúa Trời. Because he'll ask you to do the thing you're asking him not to do. Bởi vì Ngài sẽ kêu gọi chúng ta làm cái điều mà chúng ta nói rằng không bao giờ làm. And God began to move in that process. But can I tell you, a year earlier? Anh chị em, bà Chúa ngay bắt đầu làm việc ở trong cái hành trình đó. Nhưng mà cho tôi chia sẻ với chị em một năm trước đó. The reason I didn't want to pastor is I'd been burned out being a children's pastor. Lý do là tôi không muốn làm mục sư là bởi vì tôi đã mệt mỏi vì là con của một mục sư. But I had misstepped and I had disobeyed the Lord. Tôi đã đánh mất cái cơ hội bởi vì tôi không vâng lời Chúa. Because he had asked me to stay in the church we were at. Vì Chúa ngài bảo tôi rằng cứ ở trong hội thánh đó. But I was so burned out, I said I'm never going back to church. Tôi lúc bây giờ đã mệt mỏi với hội thánh cho nên tôi nói rằng tôi sẽ không bao giờ trở lại với hội thánh. So I stepped out. Nên tôi đã bỏ đi. And because God has a sense of humor. Vì Chúa ngài có cái khôi hài của ngài. He said, you want to leave the church? I'll make you lead a church. Con muốn bỏ hội thánh, ta sẽ làm cho con trở nên người hướng dẫn hội thánh. But I tell you, God has worked through that process. Anh chị em, tôi nói với anh chị em rằng Chúa ngài đã dẫn dắt tôi trong cả cái tiến trình này. Can I tell you, sometimes his voice will crush you. Cho tôi chia sẻ với anh chị em, nhiều khi tiếng phán của Chúa có thể là làm dập anh chị em đó. But when he crushes us, nhưng mà khi ngài làm bầm dập chúng ta, it's not to destroy you, không phải là để bẻ gãy chúng it's ta, it's actually lại. To make you, nhưng mà thật ra là để ngài nâng lên chúng ta lại. When we obey his voice, thì chúng ta vâng theo tiếng phán của ngài. He'll lead us places we never thought we'd go, ngài sẽ dẫn dắt chúng ta đến những chỗ mà chúng ta không bao giờ nghĩ mình sẽ đến. But it'll always be better than we ever thought it could be. Nhưng mà luôn luôn là tốt hơn những gì chúng ta nghĩ. He took me to Bryan, Texas, to kill me. Ngài đã đem tôi đến thành phố Bryan, Texas, để giết tôi. But unless a seed falls to the ground and dies, it can bear no fruit. Anh chị em, bởi vì một cái hạt giống mà nó không có chết đi thì nó sẽ bao giờ có kết quả. And in the death, he brought resurrection. Ở trong cái sự chết đó, Chúa ngài đã đem sự phục hưng đến. He opened doors I never could have imagined. Ngài mở những cánh cửa mà tôi không hình dung nổi. Because I was willing to obey the voice. Bởi vì tôi sẵn lòng để vâng theo tiếng phán của ngài. I didn't just hear the voice. Tôi không chỉ lắng nghe nghe tiếng phán. I listened to the voice. Nhưng mà tôi lắng nghe theo tiếng phán của ngài. And I obeyed the voice. Và tôi đã vâng theo tiếng phán của Chúa. Can I tell you, you need to develop a love for his word. Anh chị em, cho tôi chia sẻ anh chị em cần phải xây dựng một cái tình yêu thương đối với lời, yêu mến lời Đức Chúa Trời. You don't need to be a theologian for him to speak to you out of his word. Chúng ta không cần phải trở nên một thần học gia để có thể nghe được tiếng phán của Chúa. His word is alive. Lời của Chúa là lời sống. And if you learn to live by his word, nếu anh chị em học để sống theo lời của Chúa, you'll learn to discern the voices speaking to you. Anh chị em sẽ bắt đầu có thể phân biệt được tiếng phán với chúng ta. There are so many voices speaking to us all the time. Có rất là nhiều tiếng nói muốn nói với chúng ta luôn luôn.
There's family voices. Có những cái tiếng nói của gia đình. Voices of tradition. Tiếng nói của truyền thống. Voices of our past. Tiếng nói của quá khứ của chúng ta. Voices of religion. Tiếng nói của tôn giáo. Voices of sin. Tiếng nói của tội lỗi. Voices of temptation. Tiếng của cám dỗ. But if you learn to listen to his voice through his word. Mà nếu chúng ta học để lắng nghe tiếng phán của Chúa qua lời của Ngài. If you develop a love for his word. Kinh chém xây dựng lòng yêu mến lời của Chúa. It is the sword that causes us to overcome. Anh chị em, chính là gươm để có thể khiến cho chúng ta đắc thắng. Revelation says they overcame by the blood of the lamb and the word of their testimony. Kinh thánh cho chúng ta thấy rằng họ đã thắng được nhờ huyết của chiên con và lời làm chứng của mình. You need the word of God. Chúng ta cần lời của Chúa. If there is a famine today, it is a famine of the word. Anh chị em, nếu có một cái cơn đói kém ở trong thế giới của chúng ta ngày hôm nay, đó là sự đói kém của lời Đức Chúa Trời. Too much of the church has abandoned the word for pop psychology. Anh chị em, có nhiều nhà thờ họ đã bỏ lời của Đức Chúa Trời và bây giờ thì họ chỉ đi theo những điều của tâm lý mà thôi. We love sound bites. Chúng ta thích nghe những mẫu âm thanh. We love our little 30 second clips. Chúng ta muốn chỉ xem 30 giây một cái đoạn video ngắn. You can't live off of that. Anh chị em, chúng ta không thể sống được nhờ những thứ đó mà thôi. You need his word. Chúng ta cần lời của Đức Chúa Trời. If you want to hear his voice, anh chị em có muốn nghe được tiếng phán của Ngài không? Get in the word. Hãy học lời của Chúa. If you want to obey his voice, anh chị em muốn vâng theo tiếng phán của Chúa. Get in the word. Chúng ta phải bước vào lời của Chúa. Because if you build your foundation on the word, khi chúng ta xây dựng nền tảng của đời chúng ta trên lời của Chúa, you'll begin to get a witness by the Spirit. Thì chúng ta sẽ có một cái sự xác nhận của Thánh Linh mỗi lần chúng ta nghe. You'll develop a sensitivity to his Spirit. Và chúng ta sẽ bắt đầu nhạy bén hơn đối với tiếng phán của Đức Thánh Linh. The Spirit will begin to testify to his word. Đức Thánh Linh Ngài sẽ xác nhận lời của Ngài. And you'll begin to know when he's speaking to you. Rồi chúng ta sẽ biết khi Chúa ngài phán với chúng ta. You'll begin to have that sense of internal agreement. Rồi chúng ta sẽ có một cái cảm giác, đó là có một cái sự xác nhận từ bên trong lòng của chúng ta. Because the word's living in you. Bởi vì lời đã sống ở trong chúng ta. So often we disregard the feelings that the Holy Spirit is giving us. Rất là nhiều lần chúng ta đã đùa đi cái cảm giác mà Chúa Thánh Linh ngài ban cho chúng ta. But if we'd learn to listen to his word, nếu chúng ta học lắng nghe theo tiếng theo lời của Chúa, you'll begin to listen to the discernment. Chúng ta bắt đầu nghe cái tiếng biện biệt của chúng ta. Young people, you need to hear me tonight. Những người trẻ hãy nghe tôi hôm nay. The Lord will tell you when you shouldn't be someplace. Chúa ngài sẽ báo cho các em biết có những chỗ các em không nên đến. He'll let you know when you shouldn't be doing something you're doing. Ngài sẽ nói cho các em biết những điều các em không nên làm. He has saved my life so many times. Ngài đã cứu mạng của tôi rất là nhiều lần. There was a period of time I was in complete rebellion. Có một cái giai đoạn trong đời sống của tôi hoàn toàn là một cái kẻ nổi loạn, người trẻ nổi loạn. And I'd gone to a house party. Và tôi đã đi đến một cái bạc ti. But I knew his voice. Và tôi biết tiếng phán của Chúa. He had encountered me before this happened. Ngài đã cho tôi gặp gỡ Ngài trước khi cái sự việc này xảy ra. And I'm sitting in this party. Và tôi ngồi ở trong cái bạc ti này. And I heard him say, "Get out." Tôi nghe tiếng của Chúa nói rằng con phải bỏ đi khỏi nơi này. And I ignored it. Tôi lờ đi tiếng phán của Chúa. And on the inside it was so loud, "Get out." Rồi ngay ở trong lòng của tôi, tiếng của Chúa mạnh mẽ nói lên, phải ra khỏi chỗ này. And I looked at my friend and I said, "I've got to go." Tôi nhìn người bạn của tôi nói rằng tôi phải rời đây. And she said, "Why do you have to leave?" Thì I said, "I rằng, have to go." Tại sao phải đi? Tôi nói rằng không, tôi phải đi. And I walked out of the house. Tôi bước ra khỏi căn nhà đó. And I started walking home. Và tôi bắt đầu đi bộ về. And about a minute later, chừng khoảng một phút sau đó, behind me, phía sau lưng tôi, I heard pop 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 pop. Tôi nghe tiếng pop 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 pop. And one of the guys that was upstairs, một trong những người ở trên lầu trên của căn nhà đó, began firing his gun down through the floor of the house. Bắt đầu nổ súng xuống trên những người ở tầng dưới. No one died. Không ai chết hôm đó. But the chair I had been sitting in, nhưng mà cái ghế mà tôi đã ngồi trước đó, had 9 bullets in it. Có 9 cái viên đạn đã trúng ở trên cái ghế đó. Had I disobeyed the voice, nếu tôi không vâng theo tiếng phán của Chúa, I wouldn't be preaching to you tonight. Thì tôi không có đứng đây để giảng cho anh chị em được đâu. Oftentimes we train ourselves to ignore the promptings of the Holy Spirit. Anh chị em, rất là thường để chúng ta tập, để chúng ta lờ đi đối với tiếng phán của Chúa. Because of fear of man. Bởi vì chúng ta sợ con người. What are they going to think if I speak to them?
Họ sẽ nghĩ gì về tôi khi tôi lên tiếng và tôi nói với họ? What are they going to think if I leave the party? Họ sẽ nghĩ gì về tôi khi tôi rời cái party này? What's my coworker going to think if I ask them if I could pray for them? Những người cùng sở làm của tôi sẽ nghĩ như thế nào về tôi khi tôi xin phép để cầu nguyện cho họ? Am I going to get in trouble with my job? Tôi có gặp trở ngại khó khăn ở trong sở làm của tôi không? Can I tell you the Lord will never lead you somewhere He's not already prepared victory for you? Hãy nhớ điều này cho tôi nói với anh chị em, Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ dẫn anh chị em đi đến một cái nơi nào mà Ngài không chuẩn bị cho anh chị em ở chỗ đó rồi. Obey His voice. Vâng theo tiếng phán của Ngài. Listen to His voice. Lắng nghe tiếng phán của Ngài. Love His word. Hãy yêu mến lời của Ngài. If you want to hear His voice, nếu bạn muốn nghe tiếng phán của Chúa, I'm going to pray for you tonight. Tôi sẽ cầu nguyện cho bạn tối hôm nay. There's a few things that keep us from hearing His voice. Có một số điều có thể ngăn trở chúng ta nghe được tiếng phán của Chúa. Shame. Xấu hổ. I'm not worthy to hear His voice. Oh, tôi không có xứng đáng để nghe được tiếng phán của Ngài. Tradition. Truyền thống của con người. God doesn't speak that way. Chúa không có phán như vậy đâu. I don't want to hear God like Pastor Sam hears God. Tôi không muốn nghe Chúa phán giống như cái cách mà mục sư Sam nghe tiếng Chúa phán. He says some crazy things. Mục sư Sam nói những cái điều rất là quái gở. Y'all need some crazy things. Anh chị em cần những cái điều quái gở, nhưng mà nếu nó đến từ Chúa. And can I tell you, you haven't seen anything yet? Bởi vì anh chị em chưa thấy những gì đâu. What are you going to do when the disenfranchised and those who don't look like you walk through your doors? Anh chị em điều gì xảy ra khi có những cái người nhìn không giống chúng ta, ăn mặc không giống chúng ta, họ sẽ bước qua cửa này. And they sit in your favorite seat. Và họ ngồi ngay cái chỗ cái ghế mà anh chị em thích ngồi. Or they show up before you. Hay là họ đến trước anh chị em. And you can't get in the building. Và anh chị em không còn có chỗ để đi vào trong nhà thờ của anh chị em nữa. Because it's exploded. Bởi vì quá đông chặt người hết rồi. What are you going to do then? Anh chị em sẽ làm gì? You better have learned to have heard His voice. Hãy học lắng nghe tiếng của Chúa phán. You got to get rid of tradition. Chúng ta cần phải loại bỏ hết tất cả những cái truyền thống của con người. Well, we've always done it this way. Oh, chúng tôi đã làm cái điều này từ trước đến giờ. Isaiah 43:19. Isaiah 43:19. Behold, I do a new thing. Này, ta sắp làm một việc mới. Do you not perceive it? Người chưa thấy sao? God wants to break a deaf spirit off of you tonight. Chúa, Ngài muốn bẻ gãy cái linh điếc ở trong đời sống anh chị em buổi tối hôm nay. A spirit that keeps you from hearing. Cái linh nó làm cho chúng ta không thể nghe được tiếng phán Chúa. He wants to break shame off of you tonight. Chúa muốn bẻ gãy cái sự xấu hổ khỏi anh chị em. He wants to break tradition off of you tonight. Ngài muốn bẻ gãy cái truyền thống của con người khỏi anh chị em. And awaken you to the reality of His presence. Và thức tỉnh anh chị em cho sự thật của thực tại của sự hiện diện của Ngài. God will speak through other people. Chúa Ngài sẽ phán qua những con người khác. Many of you have received prophetic words. Rất là nhiều anh chị em đã có cơ hội để nghe tiếng thiêng liêng từ nơi Chúa, tiếng tiên tri từ nơi Chúa. But can I tell you, if you never do something with it? Cho tôi chia sẻ với anh chị em, nếu anh chị em không làm gì với cái lời tiên tri mà anh chị em nhận được, it's just a word. Thì nó chỉ là những lời. You've got to activate the prophetic words. Bạn phải đánh thức và mà kích hoạt cái lời tiên tri đó. You got to war for the words. Chúng ta phải chiến trận để bảo vệ cái lời tiên tri đó. And then they'll begin to come to pass. Rồi nó sẽ ứng nghiệm. The last thing I want to say is that God tonight, điều cuối cùng mà tôi muốn nói là Chúa trong buổi tối hôm nay, is going to activate the supernatural around your life. Ngài sẽ kích hoạt những điều siêu nhiên xung quanh đời sống của anh chị em. Scripture is full of supernatural encounters. Kinh Thánh cho chúng ta đầy dẫy những cái cuộc gặp gỡ siêu nhiên với Đức Chúa Trời. Because we have a supernatural God. Bởi vì chúng ta có một Đức Chúa Trời siêu nhiên. Some of you are going to begin to have angelic encounters. Một số các bạn sẽ có những cơ hội để gặp thiên sứ của Chúa. And they will scare the sin right out of you. Rồi các thiên sứ sẽ làm cho anh chị em sợ chết khỏi những cái tội lỗi ra khỏi đời sống anh chị em. Some of you are going to begin to have visions and dreams. Anh chị em sẽ bắt đầu thấy chiêm bao và khải tượng. Some of you are about to have some burning bush type experiences. Một số anh chị em sẽ có những kinh nghiệm bụi gai cháy ở trong đời sống của anh chị em. Every encounter, tất cả những sự cuộc gặp gỡ, should lead us into the image of Christ. Phải dẫn chúng ta đi vào ở trong chỗ trở nên giống như Đấng Christ hơn. It should bring transformation around our life. Nó sẽ đem đến cái sự biến đổi trong đời sống của chúng ta. I don't trust a person who sees angels all the time but remains the same. Tôi không có tin cái người mà nói rằng mình gặp thiên sứ thường xuyên nhưng mà đời sống không có gì thay đổi. Isaiah said it this way. Esai nói như thế này. Woe is me. Khốn nạn cho tôi. He had been in the presence of a holy God. Ông đã ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời thánh khiết.
He had seen the song of heaven. Ông đã thấy được những cái bài hát hát ở tại thiên đàng. And acknowledged he needed more holiness. Và ông nhận biết được rằng ông cần trở nên thánh khiết hơn. I want to prophesy to you tonight. Tôi muốn tiên tri cho anh chị em buổi tối hôm nay. There's greater holiness coming to VBC. Có một cái sự thánh khiết lớn hơn đang tràn đến với VBC Houston. God is going to begin to deliver people of homosexuality rapidly. Chúa ngài sẽ giải cứu những người ở trong cái lối sống của tính dục đồng giới một cách nhanh chóng. The other area I saw the Lord healing people and delivering them from. Một cái lĩnh vực khác mà tôi tin rằng Chúa ngài sẽ giải cứu và giải phóng người ta được tự do. Was sex outside of marriage. Đó là liên hệ tình dục bên ngoài hôn nhân. There is a fresh purity coming on the young people of VBC. Đang có một cái sự trong sạch mà Chúa ngài chuẩn bị đổ xuống trên những người trẻ ở trong hội thánh VBC này. God will not expose your sin. Chúa sẽ không bao giờ làm lộ tội lỗi của bạn. To embarrass you. Để làm cho bạn xấu hổ. But he will expose it in your life to deliver you. Nhưng mà ngài làm cho nó lộ ra để ngài giải cứu bạn. When the presence of the Lord is in the place, khi sự hiện diện của Chúa ở trong một chỗ, you can't help but be transformed. Bạn không thể làm gì khác hơn là sẽ được biến đổi. I want you to get ready, VBC. Tôi muốn VBC chúng ta sẵn sàng. You're going to begin to hear God in a fresh way. Bạn sẽ nghe được tiếng phán của Chúa. Các bạn sẽ nghe được tiếng phán của Chúa trong một cách mới. You're going to listen to His voice. Bạn sẽ lắng nghe tiếng phán của Ngài. You're going to learn His language. Các bạn sẽ nghe và quen biết với tiếng nói của Chúa và ngôn ngữ của Ngài. You're going to expect God to speak. Các bạn sẽ mong đợi Chúa ngài phán dạy. And you're going to see His manifestations. Bạn sẽ thấy được sự biểu lộ của sự hiện diện của Ngài. This revival, sự phục hưng này, is going to be marked by a people, sẽ được đánh dấu bởi những con người who hear and obey, là những người nghe và vâng lời. I can sense the presence of God beginning to settle in the room right now. Tôi cảm nhận sự hiện diện của Chúa vừa mới đổ xuống ở trong phòng này ngay bây giờ. I feel the weightiness of His presence. Tôi cảm nhận cái sức nặng của sự hiện diện của Chúa vừa mới xuất hiện. The first thing I want to do tonight. Điều đầu tiên mà tôi muốn làm trong buổi tối hôm nay. If you're in this room tonight, nếu bạn có mặt ở tại đây trong buổi tối hôm nay, and you've never made a decision to follow Jesus, bạn chưa bao giờ làm cái quyết định để trở nên người tin Chúa hay là tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa của đời sống. You'd say to me tonight, Pastor Jacob, bạn có thể nói rằng không phải tối hôm nay, mục sư Jacob. I don't have a relationship with God. Tôi chưa có mối liên hệ với Đức Chúa Trời. I'm not walking with Him. Tôi không có bước đi với Ngài. But I want to tonight. Nhưng mà tối hôm nay thì tôi muốn bước đi với Chúa. Or you'd say to me tonight, Pastor Jacob. Nếu bạn nói với tôi, mục sư Jacob ơi, I made a decision. Tôi đã làm cái quyết định. But I feel so far from Him tonight. Nhưng mà tôi cảm nhận mình đang rất xa Chúa. I want to recommit my life to Him tonight. Tôi muốn tái dâng hiến đời sống của mình cho Chúa tối hôm nay. I want to give it fully over to Him tonight. Tôi muốn hoàn toàn giao đời sống của mình cho Chúa tối hôm nay. If you fit either of those areas tonight. Nếu bạn là ở trong một trong hai hoàn cảnh ở trong buổi tối hôm nay. You either don't have a relationship with Him. Bạn có thể chưa có mối liên hệ với Chúa. Or you want to recommit. Hay là bạn muốn tái dâng hiến đời sống của mình cho Chúa. I want to ask you to slip up your hand tonight. Tôi kêu gọi bạn có thể đưa tay lên trong thời gian này. In raising your hand, I see those hands. Tôi thấy những tay đưa lên. Now I'm going to ask you to do a second thing tonight. Và tôi kêu gọi bạn làm điều thứ nhì. If you raise your hand tonight, nếu bạn đưa tay lên buổi tối hôm nay, I want you to come stand with me. Tôi mời những người đó tiến lên và đứng kế bên cạnh tôi. I want you to make your way to me. Mời anh chị em tiến lên. And we're going to have a conversation, just you and I. Và chúng ta sẽ có một câu chuyện riêng tư giữa quý vị với tôi. There's no condemnation in this tonight. Không có cái sự lên án trong buổi tối hôm nay. And give you time to come. Để cho anh chị em có cơ hội để đến. You've come forward tonight because you recognize that there's a gap in your life. Bạn đến đây buổi tối hôm nay bởi vì bạn cảm thấy có một khoảng trống giữa bạn với Chúa buổi tối hôm nay. You recognize that either you've never had a relationship with God or your relationship has grown distant. Bạn có thể là chưa bao giờ có mối liên hệ với Chúa hay là đã từng có rồi nhưng mà hiện tại cảm thấy rất xa Chúa. And in just a moment I'm going to lead you in a prayer. Trong giây phút tôi sẽ hướng dẫn bạn cầu nguyện. To commit your life to Him. Để tái dâng hiến đời sống của mình cho Chúa. The greatest decision of the human heart. Cái quyết định lớn nhất trong tâm lòng của một con người. Is a commitment to follow Jesus. Đó là cái quyết định đi theo Chúa Giêsu. In doing so you become part of the family of God. Khi bạn làm điều đó bạn sẽ trở nên
một phần tử trong gia đình của Đức Chúa Trời. And those around the room tonight that are part of the family of God agree to walk with you. Những người trong phòng ở tại đây thuộc về đại gia đình của Chúa cũng cam kết để bước đi với bạn, đồng hành với bạn. As you follow him. Thì bạn hết lòng đi theo Chúa. I want you to pray with me tonight. Tôi hướng dẫn và kêu gọi quý vị lặp lại theo tôi lời cầu nguyện này. Lord Jesus, lạy Chúa Giêsu, I repent of my sin. Con ăn năn tội lỗi của mình. I ask for your forgiveness. Con cầu xin Chúa tha thứ con. I surrender my life to you. Con dâng đời sống mình cho Chúa. I make an exchange tonight. Con làm một sự trao đổi buổi tối hôm nay. My brokenness. Những sự đổ vỡ của con. For your wholeness. Cho sự trọn vẹn của Ngài. I receive a new life in you tonight. Con đón nhận sự sống mới trong Chúa buổi tối hôm nay. Make me that new creation. Lạy Chúa, xin biến con trở nên tạo vật mới trong Ngài. In Jesus name. Trong danh Chúa Giêsu. Amen. Amen. Let's give the Lord a hand clap tonight. Now stay right there. I want to pray for you. Father, right now I pray that your Holy Spirit would come upon them right now. And fill them tonight. I pray for the baptism of the Holy Ghost right now. Lạy Chúa, con cầu nguyện để báp têm Đức Thánh Linh trong giờ này. Fill them with power. Tuôn đổ quyền năng của Ngài. From on high. Ở từ trên cao. Now. Đổ đầy trong thời gian này. Now. Fill them right now. Fill them right now. Đổ đầy. Fill them right now. Set him free from every stronghold. Fill him right now in the Holy Ghost. Right now in the Holy Ghost. Ngay fill her right trong now. Fill her right now. Right now. Right now in the Holy Ghost. Đây, right now. Này. Set her free from every stronghold tonight, God. Tất cả những đồng lý trong đời sống của em trong giờ này. And fill her with your power right now. Đổ đầy em trong quyền năng của Chúa. Fill her with the Holy Ghost. Đổ đầy trong quyền năng của Chúa. Now in the Holy Ghost. Set her free. Set her free giải right now. Được tự do trong Chúa. Every stronghold be broken right now. Tất cả những completely lý. Free. Tất cả những completely free. Every tormenting spirit, go in Jesus' name. Every tormenting spirit, I break your power now in the Holy Ghost. I break your power now. You set her free right now in the name of Jesus. Set her free. Every tormenting spirit up and out. I bind you now and I say you will not manifest any longer, but you'll go to the feet of Jesus for judgment right now. There we go. Be free. Be free. Total peace. Total peace. Freedom. Freedom now. Now be filled with the power of the Holy Ghost. Be filled right now. Totally free. Now. 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 Right now. Right now. Be filled with the power of the Holy Ghost. Fresh and filling right now. Now. Now in the Holy Ghost. Right now in the Holy Ghost. Be free. Be free. Be free. Right now. Now. Be filled now. Right now. Be free right now. And be filled. Right now in the power of the Holy Ghost. Right now. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Right there. There it is. There it is. Right there. Right there. Now if you're in the room tonight. Anh chị em có mặt tại đây buổi tối hôm nay. And you'd say, I want to hear God. Bạn nói rằng tôi muốn nghe được tiếng Chúa phán. I want to deepen my relationship with him. Tôi muốn đời sống của mình với Chúa được sâu nhiệm hơn. I want to walk in intimacy with God. Tôi muốn bước đi một cách mật thiết với Đức Chúa Trời. I want to hear his voice. Tôi muốn nghe được tiếng phán của Ngài. And I want to follow him where he would lead. Và tôi muốn đi theo bất cứ nơi nào Chúa dẫn dắt. I want you to come and I want to pray for you. Tôi mời các anh chị em đó tiến lên. Tôi muốn cầu nguyện cho anh chị em. And as you come, I just want you to begin to worship him. Khi chị em đến phía trước này rồi thì hãy bắt đầu thờ phượng Chúa. Oh, we welcome you, Holy Spirit. Would you fill this place? Xin Chúa fill this place. Làm đầy dẫy nơi Chúa. Oh, would you fill this place? Corarabaso que de mashe de rebroso tarabashe que te. Iriere rebroso torroco. Fill this place. Chúa xin đổ đầy nơi chúng này. Fill this place. Đổ đầy nơi chúng này. Oh, let the river flow. Dòng sông let the river flow. Corabasa tarabose terebrese que tererebrese te. Erabashando robo soto robo koto.
Come on, just worship him right now. Come on, just worship him right now. Anh chị em, bước vào thờ phượng Chúa nồng nhiệt, hướng lòng về Chúa thờ. Ramasando roboshe kerere brese. Oh, come on, just worship him right now. We're just going to wait for the presence of God to begin to fill this place right now. He's filling this place right now. There's a fresh outpouring of His Spirit right now. Something's beginning to break in the room right now. Something's beginning to loose in the room right now. There's a fresh freedom coming in this place right now. There's a fresh freedom coming in this place right now. Yeah, come on. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.